Xin chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, anh Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn một dòng cốt vợt rất là quen thuộc đối với những người chơi bóng bàn, đặc biệt là những người chơi nghiệp dư. Cách đây khoảng 15 đến 20 năm thì những vận động viên chuyên nghiệp đến vận động viên nghiệp dư đều sử dụng cốt vợt Tamka 5000 Free Mozart Carbon. Cốt vợt này cũng sánh ngang với cốt vợt Sarius Tamka 5000. Nói về cốt vợt huyền thoại Sarius thì quý vị và các bạn biết là cái dòng cốt vợt Tamka 5000 Free Mozart Carbon này cũng là một cốt vợt huyền thoại. Bởi vì cốt vợt Free Mozart Carbon này là hiện vận động viên Jordan Free Mozart đang sử dụng cốt vợt này để chơi. Một cốt vợt mà mang lại tốc độ cao và với lối đánh tốc độ cao, sát thủ và đầy uy lực. Vậy cốt vợt Free Mozart Carbon này là cốt vợt như thế nào? Với sự phát triển về dòng cốt vợt mới hiện nay thì rất là nhiều cái dòng cốt vợt của Nhật đưa ra, như dòng Azilet, dòng Super Azilet ZLC hay là Super ZLC đã cải thiện cũng như là cải tiến về mặt công nghệ đối với dòng cốt vợt, nâng cấp từ dòng thuần carbon. Tuy nhiên, với lối đánh hiện nay và bóng chơi, đặc biệt những quả bóng của nó với đường kính nó to hơn, cho nên người ta đang có xu thế lại quay trở lại đối với những dòng cốt vợt thuần carbon. Và với dòng cốt vợt series Tamka 5000 thì cốt vợt Free Mozart Carbon là cốt vợt điển hình, giống như cốt vợt Sarius mà quý vị và các bạn thường tìm hiểu và sử dụng nó. Vậy ngày hôm nay anh Ngọc chia sẻ cho quý vị và các bạn trước khi giao tới khách. Ở video live trực tiếp trên kênh Thầy Bộ Tennis Ngọc Hoài, anh Ngọc đã chia sẻ dòng cốt vợt này rồi. Tuy nhiên mình muốn quay lại để cho quý vị và các bạn xem được nét hơn và được rõ nét từng góc cạnh đối với cốt vợt này. Trước hết để chúng ta quan sát về mặt tổng thể cốt vợt này. Về mặt cấu trúc cốt vợt này thì quý vị và các bạn biết là cốt vợt này với tính năng rất dễ sử dụng, nó tạo nên một cái sức mạnh dựa vào cái dòng series Tamka 5000. Nói về dòng cốt vợt có series Tamka 5000 là cốt vợt thuần carbon với hai lớp carbon rất là dày. Đấy, quý vị và các bạn nhìn vào ở phần bên trong của cốt vợt thì quý vị và các bạn nhìn thấy là có hai lớp carbon rất là dày. Đấy, màu đen nó rất là dày. Đây là lớp sợi carbon, nó trợ lực cho một dòng cốt vợt Tamka 5000. Nó mang lại cái thương hiệu về series Tamka 5000. Cốt vợt này về cấu tạo gồm có 3 lớp gỗ với 2 lớp carbon. 3 lớp gỗ, 2 lớp ngoài cùng là lớp gỗ Hinoki. Đây, các bạn có thể quan sát cái bản vợt ở mặt phải thì đây là cái dạng lớp gỗ Hinoki ở mặt phải. Về mặt trái của nó cũng là một lớp gỗ Hinoki cũng rất là dày. Hai lớp Hinoki được cấu trúc rất là cân đối. Đấy, quý vị và các bạn cầm cái cốt vợt lên mà chúng ta quan sát ở hai cái bề dày của hai cái lớp gỗ Hinoki này thì quý vị và các bạn biết là cái sự trau chuốt cũng như là cẩn thận trong quá trình chế tạo cái lớp gỗ rất là cân đối và cân bằng. Còn lớp lõi ở giữa là lớp gỗ Bassa. Nói về dòng cốt vợt mà có lớp lõi là lớp gỗ Bassa thì quý vị và các bạn biết là cái cốt vợt này nó sẽ cải thiện, bởi nhiều cốt vợt nó có một cái nhược điểm là nó rất là nặng. Bởi vì cái cốt vợt này nó dày, cho nên nếu mà sử dụng một dòng gỗ mà nó mang tính năng nó nặng làm cho cốt vợt này sẽ rất là khó điều khiển. Khi mà lực đối với những người chơi nghiệp dư thì rất khó điều khiển nó. Bởi vậy cốt vợt Free Mozart Carbon này lớp lõi là lớp gỗ Bassa,
Ở lớp gỗ Vatsa là một dòng gỗ nhẹ. Đấy, cho nên quý vị và các bạn biết là người Nhật Bản đã đưa cấu trúc lớp lõi của cốt vượt này là lớp gỗ Vatsa, còn hai lớp ngoài cùng là hai lớp gỗ Hinoki. Một dòng cốt mà gỗ của nó là gỗ Hinoki, một dòng cao cấp đến từ Nhật Bản. Nếu quý vị và các bạn đưa lên mũi để ngửi thì chúng ta sẽ thấy được cái lớp gỗ Hinoki nó rất là thơm. Đấy. Vậy cấu trúc của nó, mình nói lại là tức là cái cấu tạo của cốt vượt Primorac Carbon này gồm có 3 lớp gỗ và 2 lớp carbon. Lực đẩy, tức là tốc độ của cốt vượt này theo thông số của hãng Nhật Bản đưa ra thì cốt vượt này tốc độ của nó là 12.5. Độ rung là 13.3, tức là cái cảm giác khi mà chúng ta chơi bóng, tức là cái tác động của bóng vào cốt vợt mang lại cái cảm giác cho người chơi thì theo nhà sản xuất đưa ra đó là 13.3. Độ dày của nó có thể dao động, tuy nhiên thì nó có độ dày từ 7.0 cho đến 7.1. Đối với dòng cốt vợt mà mình đang cầm trên tay đây là bề dày của nó là 7.0. Đấy, một số cái dòng nó dày hơn một chút là 7.1. Đấy, tuy nhiên cái dòng này là thường là 7.0. Đấy. Về bảng vợt, tức là tính từ đỉnh của cái đầu vợt cho đến phần đầu của cán, thì quý vị và các bạn, cái khoảng cách này người ta đo cấu tạo chung là 157. Còn cái bề rộng của bảng vợt thì là 150. Tức là 157 nhân với 150 mm. Đây là một cái bề rộng, bề cái chiều dài của cái bản vợt. Cả cái bản vợt này quý vị và các bạn biết đây là một cái thông số chung cho cái cốt vợt đổi mới cho tới thời điểm ngày hôm nay. Ví dụ như cái dòng Tamka 5000 của dòng Sarius thì quý vị và các bạn biết là nó rộng hơn một chút. Tuy nhiên thì vẫn là chính xác về kích thước của nó là vẫn là 150. Còn đối với cái dòng Sarius thì ở đây nó nhìn hơn là 108, tức là 100, có thể đến 158 hoặc là đến 160. Nó dài giống như dòng của DHS. Trọng lượng của cốt vợt này có dao động cộng trừ là 86 gram, thì nó có thể nó du di nó lên đến 90. Tuy nhiên thì một cái lớp lõi là Passa, tức là lớp ở giữa là gỗ Passa, thì nó rất là nhẹ. Cho nên khi mà sử dụng cái cốt vợt, mặc dù là nó bề dày của cái bản vợt là 7.0, tuy nhiên thì nó cái độ nặng của cái trọng lượng của cốt vợt thì nó lại chỉ khoảng tầm dao động trên dưới 86 gram. Thì quý vị và các bạn biết là nó tầm cái trọng lượng như vậy thì rất dễ để kết hợp các dòng mặt vợt khác nhau. Vậy khi mà chúng ta tìm hiểu với cái dòng cốt vợt Primorac Carbon thì chúng ta biết rằng là đầu tiên là một người ưa chuộng, yêu thích với lối đánh bạo lực, tức là ưa về kỹ thuật bạt bóng, giật bóng sát thủ. Đấy. Và yêu quý một vận động viên hay là thần tượng cái vận động viên đó là Zoran Primorac, vận động viên rất là nổi tiếng. Vậy một dòng cốt vợt đến từ Nhật Bản thì quý vị và các bạn nhìn vào đây, các bạn nhìn vào cái mặt phải thì chúng ta sẽ thấy rằng, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về chữ của nó. Ở đây có hai cái cánh bướm bằng nhau. Ngày xưa thì cách đây 15 năm thì cánh bướm của nó là một bên to và một bên nhỏ. Đấy, màu mực tàu rất là sắc nét. Đấy, chúng ta có thể dán nhiều lần và đến cho đến 5 đến 10 năm thì nó cũng không bị phai nhòe cái dòng cái phần mực này. Và ở đây có cái dòng rất nổi bật và cổ điển mang tính truyền thống của dòng cốt vợt của Nhật Bản, đó là Tamka 5000, tức là muốn nói đến cái series Tamka 5000 là thuần carbon. Và ở đây một cái tên thương hiệu đó là Primorac Carbon, tức là cốt vợt Primorac thuần carbon với 3 lớp gỗ. Đây của hãng Butterfly Made in Japan, thì đây là dòng cốt vợt sản xuất
đến từ Nhật Bản. Khi chúng ta mua về, chúng ta phải quan sát và tìm hiểu thì ở trên bao bì, tức là cái hộp bằng giấy ấy, thì có một cái dòng series, tức là ở cái phần mã vạch thì chúng ta phải kiểm tra xem cái hộp đó, cái mã vạch trên bản vợt, tức là cái dòng dập chìm ở dưới đây các bạn nhé. Ví dụ đây là dòng XO3377OL20R thì ở trên hộp giấy của nó thì cũng bắt buộc phải có cái dòng series này thì mới chuẩn. Và đây là dòng cốt vợt thương hiệu của Nhật, cốt vợt không bị trôi nổi trên thị trường, và đây là hàng chính hãng. Đấy là về cái bảng vợt ở phía mặt phải, thì bản mặt phải thì nó là lớp gỗ Hinoki. Chúng ta sang cái phần mặt trái thì không có một dòng chữ nào in ở đây. Thì đa phần những cái dòng cốt vợt cho đến gần 10 triệu, tức là hơn 7 triệu, 6 triệu hay là 5 triệu thì cái mặt trái của bản vợt thì nó cũng không bao giờ in, trừ như cái dòng răng di cơ. Đấy, lấy thương hiệu của một vận động viên của Trung Quốc quảng cáo cho cái dòng cốt Nhật Bản thì nó có cả hai mặt đều có in rồng và chữ ở bên phía mặt phải và mặt trái. Tuy nhiên thì dòng cốt vợt Freemozat Carbon này thì lại không có in. Đây là một cái lớp gỗ Hinoki rất là chắc chắn, rất là già, chúng ta có thể quan sát bằng mắt và chúng ta có thể sử dụng ngón tay để gõ để biết được là cái độ già của cốt vợt này như thế nào. Nó có tiếng càng đanh thì nó lên cốt vợt nó càng già và độ cứng của nó rất là tốt. Đó là về bản vợt. Thì bề dày của nó, mình nói lại là nó là 7.0 với cấu trúc cấu tạo là 3 lớp gỗ và 2 lớp carbon. 2 lớp carbon của nó là rất là dày đấy các bạn nhìn nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn rõ ở phần đưa mình sát, mình đưa sát cái cốt vợt này cho quý vị và các bạn. Đây, hai lớp sợi carbon màu đen. Đấy, nó rất là dày. Rất là nhiều cốt vợt hiện nay, cái dòng Agilet hay là một số dòng ZLC hay là thuần carbon, nhưng cái lớp sợi carbon này nó rất là mỏng. Đấy. Tuy nhiên thì nói đến cái dòng series của Tamka 5000 thì hiển nhiên thì chắc chắn rằng là cái lớp sợi carbon là nó phải dày để tăng độ cứng vững, và nó nằm ngay ở phía phần dưới, tức là nó nằm ngay dưới lớp đầu tiên của cái lớp gỗ. Sau khi lớp gỗ đầu tiên thì đến lớp sợi carbon. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái phần cán vợt. Một cán vợt mà nó rất là ấn tượng nếu mà chúng ta sử dụng như dòng răng di cơ Vicaria, thì cái dòng này cũng đưa lại cho chúng ta có cảm nhận là nó tạo ra rất là nhiều màu sắc cho cán vợt. Ở cán vợt thì nó xếp, ví dụ như ở phía mặt phải thì xếp bởi 1, 2, 3, 4 lớp. 4 lớp thì các bạn nhìn vào cái lớp ở phía trên cùng đây. Đấy, là nó màu xám. Sau đó đến màu đỏ và đến màu trắng, rồi cuối cùng lại đến màu xám. Đây, các bạn nhìn ở phía bên hông thì chúng ta nhìn rõ hơn. Đây, các bạn nhìn màu xám này, màu trắng, màu đỏ và màu xám. Đấy, các bạn nhìn ở đuôi cán cũng thế, nhìn rất là rõ và có sự cân đối. Bên mặt trái thì các bạn nhìn cái sự liên kết giữa các lớp gỗ màu với nhau và xếp rất là cẩn thận và trau chuốt và cân bằng. Đấy, rất là đều. Nếu mà hàng trôi nổi, các bạn biết là nó có sự lệch lạc giữa cái phần gỗ này, có thể là chỗ dày, chỗ mỏng, không có sự cân đối. Tuy nhiên đối với cái dòng thương hiệu đến từ Nhật Bản thì quý vị và các bạn biết là nó rất là trau chuốt và cẩn thận trong cái vấn đề ghép các lớp gỗ ở cái cán vợt này. Đấy. Ví dụ như dòng răng di cơ thì quý vị và các bạn nhìn cái quá trình ghép cái lớp gỗ màu khác nhau nó rất là cẩn thận và cân đối và chuẩn, chính xác. Đấy, quý vị và các bạn nhìn nó hơi vuông một chút các bạn ạ. Nhìn vào cái khối thể tích thì nó hơi vuông. Đấy, nó không tròn. Đấy, ví dụ như dòng Sarius thì nó tròn hơn. Từ Sarius mắt ngọc cho đến cái dòng ngày xưa tem bạc, tem đồng thì nó vẫn hơi tròn. Tuy nhiên cái dòng Freemozat Carbon này
nó mang lại thương hiệu một vận động viên nổi tiếng. Thì cái vận động viên này sử dụng cái tay của vận động viên này nó to, cho nên là người ta cũng sử dụng cái cán vợt nó hơi đầy một chút. Đấy, cầm tuy nhiên thì cầm cũng rất là thích các bạn nhé, rất là trơn tru và rất là thoải mái, rất là mềm mại. Đấy, mặc dù là nó hơi đầy một chút. Đấy, cái bề dày đây các bạn nhìn về đuôi thì quý vị và các bạn nhìn có hai cái tem bạc, hai cái cánh bướm bằng nhau, và đây là tem bạc tức là nó màu trắng, thì đây sử dụng đây là tem bạc. Ngày xưa là cánh bướm của nó là một cánh nhỏ và một cánh to, và có một cái chữ dập chìm là GTT, GTTAA, đấy, GTA, đấy, tức là thương hiệu của Nhật Bản. Đó, các bạn biết là dòng Nhật Bản thì bao giờ cũng có cái dập chữ nổ chìm ở phần đuôi cán này, ở ngay cái phần logo tem bạc này các bạn nhé. Ở phía đuôi là như vậy, còn ở phía cán, ở phần gần đuôi cán thì có một cái tem mắt mắt ngọc. Đấy, màu rất là sáng. Đây các bạn nhìn này, qua ánh sáng các bạn nhìn nghiêng, qua ánh sáng chiếu vào thì có dòng chữ butterfly ở bên trong. Đấy, đây nó thể hiện cho cái thương hiệu của Nhật Bản và chống hàng giả, cho nên người ta đã cải tiến ra cái mắt ngọc để tránh trường hợp là hàng trôi nổi trên thị trường. Thì quý vị và các bạn có thể soi qua ánh sáng thì chúng ta sẽ thấy được là cái cánh bướm ở trong đây nó rất là rõ và đẹp mắt. Đây là một cái tem chống hàng giả các bạn nhé. Và đây cũng có một cái tem dán của hàng Thích, tức là t.vn, tức là hàng Nhật Bản khi nhập về Việt Nam phân phối cho châu Á hay các nước Đông Á, châu Đông Nam Á, thì quý vị và các bạn biết là qua website, qua cửa hàng chủ đó là bóng bàn asean.com, thì cái tem này là tem chống hàng giả, chúng ta có thể bật lửa, chúng ta biết được là cái tem này nó có thể kháng lửa. Đây là tem chống hàng giả. Đấy, tem này là hàng chất lượng, hàng Thích, hàng TK. Đó, các bạn nhìn thấy về mặt cán vợt là như vậy. Nó rất là trau chuốt mà chúng ta sờ các góc cạnh của cái cốt vợt này nó rất là đẹp và trơn tru và mềm mại, rất là đẹp. Đấy, nhìn tổng thể phía sau của cán vợt, mặt sau thì quý vị và các bạn biết nó rất là đẹp, sờ vào nó rất là thích các bạn nhé. Đó, mình có cảm nhận là những cái người mà tay to thì sử dụng cái cán vợt này nó rất là phù hợp. Tuy nhiên đối với bàn tay của mình cũng không to lắm, nhưng mà khi cầm vợt, tức là cầm cái vợt này lên, cái cốt này lên, thì cốt cho ta cái cảm giác rất là ôm khi mà chúng ta sử dụng và chúng ta ôm chặt, chúng ta tác động lực để giật tốc độ cao, bạt bóng hay là giật bóng tốc độ cao thì rất là thích. Đấy, thì hy vọng là mình chia sẻ nhanh cho quý vị và các bạn cái dòng cốt vợt Tamka 5000 Primozac Carbon. Đây là một dòng cốt vợt cổ điển. Đấy, một dòng cốt vợt cổ điển với series Tamka 5000. Cốt vợt này rất là dễ sử dụng, rất dễ chơi bởi vì nó là thuần carbon, rất dễ kết hợp các dòng mặt vợt. Nếu mà chúng ta không ưa nặng thì chúng ta có thể sử dụng mặt vợt mỏng từ 1.7, 1.9, 2.1. Tuy nhiên thì chúng ta có thể lựa chọn một dòng số dòng. Chúng ta có thể dòng chơi dòng cao cấp như Tenery. Đấy, thì chúng ta có thể kết hợp hoặc dòng Donic, Isuka Z7. Tuy nhiên nếu mà bạn nào muốn cho nó nhẹ hơn thì chúng ta có thể lựa chọn một số cái dòng mặt vợt. Tuy nhiên thì đối với dòng Tamka 5000 Primozac Carbon này, thuần carbon này, chúng ta có thể rất dễ sử dụng và kết hợp dòng mặt vợt khác nhau. Đấy, và mình nhấn mạnh lại là cốt vợt này là phù hợp với lối chơi bạo lực, tức là thiên về sử dụng lực tác động như bạt bóng, giật sát thủ, rất là thích đối với dòng cốt vợt này. Đấy, hy vọng quý vị và các bạn quan tâm, hãy chia sẻ. Nếu mà quý vị và các bạn yêu thích thì hãy liên hệ mình qua số Zalo 0979 812 802 để sử dụng, sở hữu bất kỳ dòng cốt vợt nào thì anh Ngọc có thể chuyển ship code cho quý vị và các bạn. Đấy,
hoặc tư vấn miễn phí. Quý vị và các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn và có thể hỗ trợ cho quý vị và các bạn tất cả các dòng cốt vượt và mặt vượt, nói tới dụng cụ bằng bản. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.